Một số năm phần 2. Hải âu trống hay hải âu mái? Phải mất 3 ngày chúng mới nói chuyện được với bốn biển bạn của chúng. Một con mèo từng ra khơi xa, một con mèo viễn dương đích thực. Bốn biển là con vật may mắn của Han Đại Nhị, một con thuyền lớn quyền uy chịu trách nhiệm giữ cho cửa sông Elbe thông thoáng và không còn bùn cát và rác rưởi. Thủy thủ đoàn trên Hannes Đệ Nhị hết sức coi trọng bốn biển. Con mèo màu mật ong có đôi mắt xanh biếc, kẻ được coi là bạn đồng hành của họ trong công việc nạo vét lòng sông gian khó. Vào những ngày mưa bão, bốn biển diện một bộ áo mưa màu vàng bằng vải dầu không thấm nước, được đo cắt theo đúng kích cỡ của nó, y như bộ áo mưa mà thủy thủ đoàn mặc. Và nó đứng trên boong tàu, cùng chịu cảnh khắc nghiệt với những thủy thủ kiên cường đã quá quen thuộc với phong ba bão tố. Hannes Đệ Nhị còn lãnh trách nhiệm nạo vét các cảng biển ở Rotterdam, Antwerp, Copenhagen và bốn biển có thể kể hàng đống chuyện thú vị về những hành trình xa xôi đó. Ồ vâng, nó đúng là một con mèo viễn dương đích thực. Hay hay, bốn biển hét vang khi nó bước vào cửa hiệu tạp hóa. Con đười chớp mắt mỉa mai khi quan sát con mèo tiến lại, nhảy nhót bên này bên nọ như một thủy thủ và phớt lờ vị thế tôn quý đầy quan trọng của nó là người bán vé tham quan khu trưng bày. Nếu mày không biết chào hỏi, cho ra đường ra lối thì ít nhất cũng trả tiền vé vào cửa. Đồ khố rách kia, Matthew gầm gừ. Đồ bù nhìn cánh tả, mày vừa gọi tao là khố rách hả? Thằng xót vé xấu xí lắm mồm kia, mày nên biết toàn bộ đám rận rẹp khắp các cảng biển trên thế giới đã từng gặm lớp da này của tao. Ngày nào đó tao sẽ kể cho mày nghe chuyện một con đĩa đói đã cắm phập vào lưng tao và uống máu no nê tới mức nó trở nên nặng trịch và tao không vác nổi nó nữa. Rồi tao sẽ kể cho mày nghe chuyện mấy con bọ chét trên đảo Kakatua phải đốt 7 người thì mới đủ cho bữa cóc tay của chúng. Nhấc mỏ neo lên, đồ khỉ, đừng có chắn mũi tàu của tao. Bốn biển ra lệnh và cứ thế đi thẳng, không để cho con đường ươi kịp phản ứng câu nào. Khi đã tới căn phòng chứa sách, nó dừng lại ở ngưỡng cửa và lên tiếng chào bọn mèo đang tụ tập ở đó. Chào, bốn biển tự lên tiếng. Nó thích được nói xin chào bằng cái giọng khàn khó nghe nhưng ngọt ngào của Hamburg. Thuyền trống, cuối cùng anh cũng tới. Anh không biết bọn ta cần anh đến thế nào đâu. Chúng mau mắn kể cho bốn biển nghe câu chuyện của cô Hải Âu và những lời hứa của giọt ba. Những lời hứa chúng nhấn mạnh mà tất cả bọn mèo phải giữ. Bốn biển lắng nghe và gật gù rất trang trọng. Đồ mực mù thải bậy. Những điều kinh hoàng vẫn xảy ra trên biển. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi bọn người khùng hết cả rồi hay sao. Họ đã biến đại dương thành một bãi rác thải khổng lồ. Tôi vừa mới đến đây sau cuộc nạo vét cửa sông Elbe và các anh không tưởng tượng nổi số rác rưởi mà thủy triều đã đánh dạt vào đó đâu. Nhiều như khe trên mai rùa biển. Chúng tôi kéo lên bao nhiêu là thùng thuốc trừ sâu, lốp xe hỏng và hàng tấn chai nhựa đáng ghê tởm mà con người đã vứt lại trên các bãi tắm. Bốn biển kể, giọng bừng bừng tức giận. Khủng khiếp, khủng khiếp. Nếu mọi chuyện cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mà từ ô nhiễm sẽ chiếm trọn tập 15. Vần ô mất thôi. Einstein thở dài, hết sức căng thẳng. Vậy đạo thủy thủ già này có thể làm gì cho con chim tội nghiệp đó? Bốn biển hỏi. Chỉ mình anh, kẻ hiểu được những bí mật của biển khơi, mới có thể nói cho chúng tôi biết con hải âu non này là trống hay mái. Đại tá đáp. Chúng dẫn bốn biển tới chỗ con hải âu non đang ngủ ngon lành sau bữa tiệc mực ống mà Sirettorio, kẻ tuân theo lệnh của đại tá chịu trách nhiệm về thực phẩm, mang tới. Bốn biển
khều một chân ra, xem xét đầu con chim, rồi vén mớ lông vũ bắt đầu trổ ra ở đuôi chim. Con hải âu non nhìn giọt ba bằng đôi mắt đầy sợ hãi. Ôi, cái móng vuốt chẻ đôi của kền. Con mèo Viễn Dương thốt lên thích thú. Cô hải âu mẹ mái bé nhỏ xinh đẹp này một ngày nào đó sẽ đẻ trứng nhiều như lông trên đuôi tôi vậy. Giọt ba liếm đầu con hải âu nhỏ. Nó thấy hối tiếc vì quên không hỏi tên hải âu mẹ. Bởi con chim con được số trời chỉ định tiếp tục cuộc hành trình đã bị gián đoạn phủ phàng bởi tội lỗi của con người. Sẽ thật hạnh phúc nếu được đặt theo tên mẹ mình. Dựa theo việc con chim non đã may mắn được chúng ta bảo vệ, đại tá tuyên bố, ta đề nghị đặt tên nó là Lucky. Ôi, cái màn cá mú đầy khe, giờ thì đã có một cái tên tuyệt đẹp cho con. Bốn biển chúc mừng. Ta chợt nhớ một chiếc du thuyền xinh đẹp mà ta từng thấy trên biển Baltic. Lucky cũng là tên của nó, và nó cũng được sơn phủ trắng bông như y như cô hải âu bé bỏng này. Tôi tin tưởng từ đáy lòng mình rằng Bambina của chúng ta sẽ làm được những điều kỳ diệu. Xì, chắc chắn tên của cô bé phải có trong bộ sách to tướng kia. Numero 12. Vâng, L. Sirettorio thêm vào. Tất cả đều lấy làm hài lòng với cái tên đại tá lựa chọn. Năm con mèo đứng thành vòng tròn quanh con hải âu nhỏ, rướn lên trên hai chân sau, rồi chụm các chân trước lại tạo thành một hình vòm trên con hải âu, cùng làm nghi thức rửa tội theo cách những con mèo trên cảng. Chúng ta chào mừng con, Lucky, đứa con thân yêu của loài mèo sống trên cảng. Hoay hoay hoay, bốn biển nghe ngao lên khoái chí. Mục 6 phần 2, Lucky, thực sự may mắn. Lucky lớn nhanh như thổi, được bao bọc trong sự yêu thương của bầy mèo. Sau một tháng sống trong tiệm tạp hóa của Harry, nó đã ra dáng một con hải âu tuổi thiếu niên thon thả với lớp lông vũ mềm màu bạc. Khi có khách tới tham quan tiệm tạp hóa, Lucky theo hướng dẫn của đại tá, con mình bất động giữa những con chim nhồi bông, giả vờ là một trong số chúng. Nhưng buổi chiều muộn, khi tiệm tạp hóa đóng cửa và lão thủy thủ già đã nghỉ ngơi, nó lại lạch bạch với dáng vẻ của một con chim biển đi xuyên qua các căn phòng, trầm trồ trước hàng nghìn loại vật thể chứa trong đó. Trong khi đó, Einstein điên cuồng dở hết cuốn sách này sang cuốn sách khác, tìm ra phương pháp giúp George Ba dạy con chim mới trổ cánh tập bay. Việc bay gồm đẩy không khí ra phía trước và phía sau. À ha, giờ thì chúng ta đã tìm ra yếu tố quan trọng. Einstein ngâm nghe, vẫn chúi mũi vào một cuốn sách. Tại sao con lại phải bay? Lucky hỏi, hai cánh khép chặt vào thân. Bởi vì con là hải âu, mà hải âu thì phải bay. Einstein đáp. Với bác thì thật là khủng khiếp nếu con không nhận ra điều đó. Nhưng con không thích bay và con cũng không thích làm hải âu. Lucky cãi lại. Con muốn làm mèo mà mèo thì không bay. Một buổi chiều, nó lạch bạch đi tới ra cửa ra vào tiệm tạp hóa. Ở đó nó có một vụ đụng độ không mấy dễ chịu với con đười ơi. Tao không muốn phần chìm quanh đây đâu. Con nhỏ lòi dơm kìa. Matthew rít lên. Tại sao ngài lại gọi cháu như thế, thưa ngài khỉ? Lucky rụt rè hỏi. Chim chóc con nào chẳng thế, ị bậy khắp mọi nơi, mà mày thì đích thực là một con chim. Con đưa ươi nhắc lại với vẻ hách dịch. Ngài nhầm rồi, cháu là một con mèo và rất biết giữ vệ sinh. Lucky phản ứng, tìm kiếm sự đồng cảm của con khỉ không đuôi. Cháu dùng chung cái thùng vệ sinh với bác Einstein.
Thật là nực cười. Bọn khố rách áo ôm làm gì, làm cái trò gì mà thuyết phục được mày tin rằng mày là một trong số chúng thế? Mày ngó lại mày tí coi. Mày có hai chân, và mèo thì có bốn chân. Mày có lông vũ, còn chúng nó có lông mèo. Còn đuôi mày, đuôi mày đâu nhỉ? Mày cũng dở hơi chả kém gì con mèo kia. Bỏ cả đời cắm đầu vào mấy cuốn sách rồi rên lên khủng khiếp, khủng khiếp. Đồ chim đần độn. Và mày có biết tại sao lũ đó lại tỏ ra tử tế như thế với mày không? Chúng nó đang đợi mày béo nẫn ra, rồi làm thịt mày thành bữa ăn ra trò. Chúng sẽ chén tuốt cả lông lẫn xương của mày. Con đười ươi rít lên. Chiều hôm đó, bọn mèo ngạc nhiên khi không thấy con hải âu xuất hiện để xơi món yêu thích, món mực ống mà Sirretario chơm được từ bếp nhà hàng. Cảm thấy lo lắng, bọn chúng chạy đi tìm con hải âu. Sọc ba tìm thấy nó buồn bã nằm rút giữa đám thú nhồi bông. Con có đói không, Lucky? Chúng ta có món mực đấy, giọt ba bảo nó. Còn hải âu không buồn hé mỏ. Con thấy trong người khó chịu à, giọt ba lo lắng hỏi. Con có bị ốm không? Má muốn ăn con, má muốn con ăn để con béo tròn, ngon lành phải không? Nó hỏi mà không ngẩng đầu lên. Không, để con lớn nhanh và mạnh khỏe. Rồi khi con béo, má sẽ mời bọn chuột tới chén thịt con phải không? Nó lét quét đôi mắt đẫm nước. Con nghe ở đâu câu chuyện vớ vẩn như thế hả? Giọt bà ngáo lên giận dữ. Nước mắt lưng tròng. Lucky thuật lại tất cả mọi thứ mà Matthew đã nói với nó. Giọt bà liếm khô nước mắt của Lucky. Và bỗng nhiên nhận ra mình đang giảng giải cho con hải âu nhỏ điều mà nó chưa từng làm trước đây. Con là một con hải âu. Gã đười ươi đúng ở điểm đó. Nhưng chỉ điểm đó thôi. Tất cả chúng ta đều yêu con, Lucky. Và chúng ta yêu con bởi vì con là một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp. Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo. Bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta. Nhưng con khác với chúng ta, và chúng ta vui với sự khác biệt đó. Chúng ta đã không cứu được mẹ con, nhưng chúng ta có thể giúp con. Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Chúng ta cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy. Chúng ta là bạn con, là gia đình của con. Và chúng ta muốn con biết rằng, nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng để tự hào. Chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình. Nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn. Và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu. Và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay. Khi con đã học hành tử tế, Lucky, ta hứa với con rằng con sẽ thấy hạnh phúc lắm. Và sau đó, tình cảm của chúng ta dành cho con thậm chí còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn. Bởi đó là tấm chân tình giữa hai loài vật hoàn toàn khác nhau. Con sợ bay lắm. Lucky lét quét đứng dậy. Khi con tập bay, ta sẽ ở đó với con. Rốt ba thầm thì liếm đầu Lucky. Ta đã hứa với mẹ con rồi. Con hải âu nhỏ và con mèo muôn to đùng mập ú cùng bước đi. Con mèo dịu dàng liếm đầu con hải âu, và con chim duỗi một cánh bắt ngang lưng con mèo. Mình dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau ở mục số 7 học bay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.